thật ngon, dọn thật gọn. Với bếp lẩu nướng đa năng Nai Siêu 2-1, cả nhà quây quần bên nhau, vừa nướng thịt, vừa nấu lẩu. Nhanh gọn và tiện lợi ngay trên cùng một chiếc bếp. Tiết kiệm chi phí, mua một mà dùng được thành hai. Ăn món ngon tại nhà thật đơn giản và chuẩn vệ sinh. Không phải ra hàng quán trong tình hình dịch bệnh căng thẳng này. Bếp lẩu nướng sử dụng nhiệt hồng ngoại, giúp thức ăn chín nhanh, chín đều, siêu tiết kiệm thời gian. Đặc biệt an toàn cho sức khỏe, không sợ khói bếp, không chất độc hại như các loại bếp truyền thống. Thoải mái tận hưởng bữa tiệc bên gia đình ở mọi nơi, dù là trong nhà hay ngoài trời. Bếp lẩu nướng Nai Siêu với thể tích lớn, sử dụng cho bữa ăn từ 4 đến 6 người. Thích hợp cho những bữa tiệc cùng bạn bè hay những bữa ăn quây quần bên gia đình thân yêu. Và việc dọn dẹp sau tiệc sẽ không còn là nỗi ám ảnh khi phải rửa dọn quá nhiều thứ nữa. Nồi lẩu nằm gọn trong bếp nướng, có lòng nồi sâu, chống dính siêu tiện lợi. Đặc biệt có thể linh hoạt sử dụng chế biến các món ăn, chiên, xào, rán, hầm, luộc. Tay đặt hàng ngay bếp lẩu nướng đa năng Nai Siêu 2-1 tại đây để được nhận ưu đãi lên đến 35% và miễn phí giao hàng toàn quốc. Sản phẩm được bảo hành chính hãng lên đến 1 năm, 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày. Hãy để bếp lẩu nướng đa năng Nai Siêu làm bữa ăn gia đình bạn thêm ấm cúng. Gọi ngay cho chúng tôi tại hotline 085 232 7333 để sở hữu chiếc bếp lẩu nướng siêu tiện lợi ngày hôm nay.